Bấy giờ hai môn đệ từ em mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo, bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía tưởng là thấy ma, nhưng người nói sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực. Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đấy mà, cứ rờ xem Ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây nói xong người đưa tay chân ra cho các ông xem các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng thì người hỏi ở đây anh em có gì ăn không các ông đưa cho người một khúc cá nướng người cầm lấy và ăn trước mặt các ông rồi người hỏi khi còn ở với anh em thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật mô các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói có lời kinh thánh chép rằng đấng tô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân bắt đầu từ Jerusalem kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội chính anh em là chứng nhân về những điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tiếp nối đoạn tin mừng hai môn đệ đi đến làng em mau hôm qua. Hôm nay hai môn đệ này trở về lại Jerusalem và tường thuật cho nhóm môn đệ về việc họ nhận ra Chúa. Bất chợt, Đức Giêsu hiện ra giữa họ, thân xác phục sinh của Đức Giêsu cho phép người hiện ra và biến đi rồi người chào họ bình an cho anh em. Mặc dù các môn đệ cũng đã chào người ta với những lời tương tự khi họ đi thăm viếng một vụ trước đó. Tuy vậy, họ kinh hồn bạt vía vì tưởng mình thấy ma. Vì chị Xu chứng minh cho họ thấy thân xác phục sinh của người. Người cho họ thấy những bằng chứng của cuộc khổ nạn với những lỗ đinh vẫn còn ở nơi thân xác phục sinh của người. Người nói với các môn đệ Chính Thầy đây Người chứng minh về sự phục sinh của người thêm nữa Khi ăn cá nướng trước mặt họ Vì một thiên thần không có thân xác Thì không thể ăn như Đức giê -xu được Rồi Đức giê -xu bảo họ Thầy đã từng nói với anh em rằng Tất cả những gì sách luật Mô-xê Các sách ngôn sứ Và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Khi bắt đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu đã giảng dạy kinh thánh trong hội đường tại Nazareth và người đã công bố sự thành toàn của kinh thánh là ơn cứu độ được ban cho tất cả mọi người. Thần khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức giàu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Như Đức giê xu Phục sinh đã ban cho mắt của hai môn đệ trên đường em mau mở ra để họ có thể nhận ra người. Thì giờ đây, người cũng mở trí các môn đệ để họ hiểu kinh thánh cách toàn thể. Nhờ mắt và tâm trí được mở ra. Này, các môn đệ trở thành chứng nhân cho cuộc khổ nạn. Và lên trời của Đức Giêsu, các môn đệ đã làm chứng rằng chính Đức Giêsu đó Thiên Chúa đã làm cho sống lại. Về điều này tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho người thánh thần đã hứa để người đổ xuống, đó là điều anh em đang thấy, đang nghe. Thật vậy vua David chả đã chẳng lên trời thế mà lại nói Đức Chúa phán cùng Chúa thượng tôi, bên hữu cha đây còn lên ngự trị. Như vậy các môn đệ Đức Giêsu những con người tầm thường trong mắt người đời, trở thành những chứng nhân về Chúa Giêsu phục sinh. Mặc dù đã có lúc họ không tin vào Thầy Giêsu, Họ sợ hãi, bỏ trốn, và ngay cả chối bỏ mối tương quan với người. Thì từ bây giờ trở đi, họ đã tin và can đảm làm chính về Chúa Giêsu phục sinh cho mọi dân tộc. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, lòng tin của chúng con cũng thật yếu kém. Xin Chúa hãy mở trí chúng con am tưởng kinh thánh. Xin Chúa hãy mở mắt chúng con nhận ra người trong cuộc đời chúng con. Nhờ đó chúng con cũng can đảm làm chứng về Chúa Giêsu phục sinh cho anh chị em chúng con. Alleluia.